Hello cả nhà, hôm nay Trần Liêm sẽ giới thiệu cho người mẫu đàn Casio CTK 4000. Thì cái dòng đàn này nó nổi trội một cái là âm thanh nó rất là hay, nó vừa có loa bass và vừa có loa jazz luôn. Thì giao diện màn hình là tiếng Anh. Cây này là cây đàn nội địa nhập từ Nhật Bản nha cả nhà, nên cái giao diện của nó là bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên thì Trần Liêm sẽ có một cái bộ đề can dán lên bằng tiếng Anh để cho mọi người dễ thao tác. Tuy nhiên thì cái màn hình vẫn là tiếng Anh, hiển thị Roomba, cha cha vân vân, rất là nhiều thứ ha. Thì cái này âm thanh nó cũng rất là hay. Mình sẽ cho mọi người nghe thử tiếng piano nha. Trước hết là test phím nè. Phím hộp rất là trắng sáng luôn. Thì đương nhiên đây là một cây đàn cũ rồi nên không thể nào tránh khỏi những cái vết chạy xước nha. Okay.